đang xem đây, đang nói chuyện với anh một tí, hỏi xem là ngày âm hay ngày dương đây. Có phải là ngày anh à, bây giờ anh có hai ngày là ngày 29 tháng 5 anh ngày âm là ngày mùng ngày của anh sinh là ngày 13 tháng 4 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà không biết là cái đây ngày đấy là ngày âm hay ngày dương này. Đây bây giờ phỏng vấn anh mấy việc xem là âm hay dương nhá. Cái thời ấy là người ta chưa sử dụng ngày dương mấy. Rồi. Bây giờ kiểm tra xem âm hay dương biết ngay mà. Thứ nhất là đây, nếu mà anh mà sinh vào ngày dương lịch ấy, 13 tháng 4 dương lịch ấy, thì mệnh của anh sẽ là thiên phủ, nằm tại công tý, công sửu. À. Còn nếu mà anh mà sinh vào ngày âm lịch 13 tháng 4 âm lịch ấy, thì anh sẽ là mệnh là Thái Dương Thiên Lương, đóng tại cung Mão, giống lá số của Trịnh Văn Quyết. MLC. Lá số này thì giàu lắm. Thế bây giờ anh giàu hay anh nghèo? Anh quyết là bây giờ anh ấy là anh quyết bây giờ là anh ấy đang đứng thứ 5 hay là thứ 2 gì đấy thị trường chứng khoán Việt Nam ấy. Ai à? Anh Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC ấy, là số đẹp lắm. Vâng. Nếu mà anh sinh ngày 13 tháng 4 âm lịch ấy thì cái lá số của anh giống hệt của anh ấy. Vâng. Đấy. Nghĩ là chắc là ngày dương lịch chứ rồi, à, âm lịch chứ rồi. Thế à? Vì cái thời đấy người ta đã dùng dương lịch biết đâu. Vâng. Thế nếu mà lá số này thì anh phải giàu lắm. Vâng. À, thế là giàu đúng rồi. Vâng, cái này là giàu rồi. Thật rồi, vì anh mà sinh vào cái giờ dương lịch ấy, anh nhá. Nếu mà dương lịch ấy, vâng, thì sẽ không có số giàu có được như thế đâu. Bởi vì nếu mà anh sinh vào dương lịch ấy, vâng, là sẽ mở và đang đi quay phim cho anh mà. Nên là vì nếu mà anh sinh vào ngày 13 tháng 4 dương lịch ấy, thì mệnh anh thiên phủ bình địa thôi và có địa kiếp đóng ở đấy. Mệnh mà địa kiếp thì còn gì nữa. Rồi thân lại có cô thần đóng nữa. Là điền trạch là cự môn hãm thì làm sao mà giàu được. Nhá. Không kiếp chiếu mệnh là số ăn mày. Nhưng rất may cho anh là anh sinh đúng ngày 13 tháng 4 âm lịch. Qua điện thoại cũng nói với anh rồi, là khi mà cảm nhận giọng nói thôi thì cũng biết là anh sinh vào ngày âm lịch. Bởi vì hai cái sao Thái Dương Thiên Lương tại mệnh là anh rất quan tâm tới triết học và tâm linh. Đúng không? Rồi. Anh cái sao Thái Dương ấy là nó là một cái sao trí tuệ, nó đóng tại cung mệnh của anh ấy, nó nói anh là một người trí tuệ, thông minh. Đấy. Rồi sống vì người khác. Đấy, có đầu óc là luôn luôn nghĩ đến những cái thứ mà liên quan đến chính trị, liên quan đến tâm linh, liên quan tới triết học là sao Thái Dương. Đấy. Còn sao Thiên Lương chính là cái sao tu tập đấy nhá, thích tu tập, thích làm việc thiện, thích hành thiện, đấy là sao Thiên Lương. Đấy, hai cái sao Thái Dương Thiên Lương đi đồng cung với nhau. Nằm tại cung Mão này là hai cái sao tuyệt vời. Ông nào mà mệnh có cái sao Thái Dương với Thiên Lương đóng tại cung này bao giờ cũng là người xuất chúng. Đấy. Và anh lại có trong cái chòm sao nữa là hóa lộc tại mệnh, có nghĩa là gì, là một người bẩm sinh đã biết kiếm tiền rồi, sinh ra đã biết kèo làm ăn rồi. Đó nhá. Xét về âm dương ấy thì anh là âm dương nghịch lý, bởi vì bản mệnh của anh nó đóng tại cung âm. Đó. Xét về ngũ hành thì bản mệnh của anh nó là tùng bách mộc, cục của anh là thổ ngũ cục, nó lại bản mệnh khắc cục. Đấy, nên là cuộc đời của anh rất nhiều ngang trái diễn ra đối với anh. Đấy, nhất là chuyện vợ, gia đình. Vợ ấy, anh không một vợ được. Đấy là những cái thứ mà nó làm ngang trái. Nhưng chính vì thế mà cái những cái ngang trái đấy anh trải qua, như chính vì thế thì anh lại rất lợi về tiền bạc, vì cung tài bạch của anh có sao Thái Âm miếu địa chiếu tốt lắm. Rồi. Nên là hóa khoa hóa lộc tại mệnh nha, là kỹ năng kiếm tiền siêu này, hóa khoa chiếu mệnh nha, hóa khoa nằm cung tài bạch chiếu mệnh thì là người cũng rất là nhiều kiến thức, biết nhiều thứ, rất nhiều kiến thức và biết rất nhiều trò kiếm tiền. Đấy, hóa khoa nha. Lưu Văn Tinh cũng là sao học, nó cũng nằm tại cung tài bạch, cũng chiếu cung mệnh anh luôn. Thế là anh là một người
luôn luôn học tập. Sao Lưu Văn Tinh nó khác Khoa Khoa là cái sao Lưu Văn Tinh là cái sao hiếu học, thích học, chiếu mệnh. Rồi Thiên Quan nữa là sao rất là tốt, là những người làm việc lớn, nó chiếu vào cung mệnh của anh. Đấy, rồi Thiên Phúc, Thiên Đức đóng tại cung tài bạc. Tóm lại anh là một người kiếm tiền rất có học, có đức, có tâm, tử tế, đẹp anh. À, rồi quan tâm tới tả phù hữu bật của anh nằm cung Quan Lộc nhá, chiếu vào cung mệnh, đẹp không? Đã số đẹp thế. Ân Quang Thiên Quý là cung Phật Độ, đóng tại cung thân mệnh luôn, chiếu vào mệnh luôn, tuyệt vời. Lá số của anh thì chỉ thấy tâm với đức thôi, tâm, đức và tiền. À, thế quyền lực thì đã nằm ở cung huynh đệ mất, nên là người không, chức sắc của anh về mặt nhà nước là không lớn, nếu có thì không lớn mà. Và tốt nhất là người này nên nằm ngoài, hợp với nghề kinh doanh buôn bán. À, một cái chòm sao tốt nữa của anh ấy là cái sao Tấu Thư và Lưu Hà. Hai cái sao này nằm tại mệnh là nó khả năng ăn nói lưu loát, khôn khéo, nói ấy, thuyết trình tốt, giảng giải tốt. Cung Quan Lộc của anh vô chính diệu. Đấy, nên là anh kiếm tiền được từ rất nhiều nơi, rất nhiều, anh làm được rất nhiều nghề, anh là người làm đa nghề được ấy nhá, đa ngành đa nghề này, bởi vì cung Quan Lộc vô chính diệu nhá. Rồi Tả Hữu, rồi Ân Quang Thiên Quý, rồi Bát Tọa Nguyệt Đức Thiên Hỷ Lực Sĩ đóng cung Quan Lộc, nên là anh là người đầu tư đa ngành được, làm đa ngành được nhá. Cạnh đấy là cung Điền Trạch quá sáng, tử vi miếu địa nằm tại ngọ cung Điền Trạch có Thanh Long, nên là đạt anh có sở hữu được nhiều miếng đất mà Thanh Long đóng đấy, có nghĩa là rồng ẩn trong đất lắm ấy nhá, toàn đất quý đấy, tốt thôi, toàn đất sinh tiền sinh lời đấy. Thiên Khôi là đóng cung Điền Trạch nữa thì nhà anh đẹp lắm. Văn Khúc mà đóng cung Điền Trạch nữa thì nhà anh nghệ sĩ lắm. Nhiều nhiều cái đẹp trong cái nhà của anh. Cung Điền Trạch này chính là hậu vận, nghĩa là giàu có. Thấy chưa? Kiếp trước bởi vì anh có sao Thiên Cơ, sao Thiên Cơ chính là cái sao quân sư với sao thiên tài kiếp trước. Kiếp trước cũng là thiên tài đấy. Nhá. Là một người mà có nhiều công đức từ kiếp trước, nên kiếp này được bà cô tổ rất là linh thiêng độ cho, nên là anh thuận lợi nhiều đường. Vâng. Rồi. Nhà anh có bao nhiêu anh em? Có 3 anh em thầy. 3 anh em à? Mà 3 anh em là 3 anh em trai, nhưng mà trước con là còn 2 anh nào sinh ra thì là mới còn nhỏ, đã mất đi rồi. À. Đấy. Đúng rồi. Vì ông bố cũng mất sớm. Vâng. Vì anh ý là cung huynh đệ cũng tốt, anh em của anh cũng tốt, nhưng cái cung vợ này thì buồn này, vợ cả này thì thiên đồng cự môn hãm đóng đây ở quả tú thì địa kiếp hóa kỵ, nó là không hợp nhau. Và có ở với nhau thì cô cũng đi sớm. Vợ cả đấy. Trước là sinh 55. Và nói chung là số không hợp vợ cả, không hợp nhau. Đấy. Bà hai là mùi có tốt không thế? Bà hai thì rất tốt, anh rất trung thủy với bà hai đấy nhá, vì thân của anh là cư bà hai rồi. Bà hai nhìn vào đây là có sức khỏe tốt này, giúp đỡ anh tốt này, là một người cũng mộ đạo phết đấy. Bà đấy tốt anh ạ. Đấy. Tốt. Anh có mấy đứa con? Có 5 đứa này. 5 đứa à? Rồi. 5 đứa thì 4 trai 1 gái. Và trước là 3 đứa, và sau là 2 đứa. Đúng rồi. 4 trai 1 gái à? Vâng. Gái đồ nào? Tham Lang ha, vì cũng từ tức có sao Tham Lang, mà Tham Lang là sao âm tính. Gái 76 ấy. Rồi. Nói chung là đời thiệt với anh, nhưng nói chung là con của bà hai sẽ giỏi hơn bà nhất đấy nhá. Vâng. Anh biết tại sao? Tại sao đây? Anh biết tại sao? Lý giải được đấy. Vâng. Về mặt tình duyên ấy, khi người ta đã quyết tâm lấy vợ hai thì cái người mình lấy, mình sẽ có một tình yêu đặc biệt. Và thường nó là nhân duyên từ kiếp trước của mình, và gặp nhau hơi muộn. Đấy là việc thứ nhất.
Nên là những đứa con sinh ra với người thứ hai thường được sinh ra đúng với cái tình yêu đích thực. Vì lúc đấy là mình là độ chín chắn rồi và mình không yêu một cách mơ hồ. Mà cái tình yêu lúc đấy là một cái tình yêu cực kỳ chín chắn. Đó. Đấy là thứ nhất. Việc thứ hai ấy, là cung tử tức của anh ấy là cái con cung tử tức đầu này là tham lang hãm địa. Chính là con với bà đầu này. Nhưng con với bà hai nó là tử vi miếu địa. Anh hiểu chưa? Rồi thanh long văn chỉ văn khúc thiên khôi nó đóng ở đây nên là nó vừa đẹp nó vừa giỏi. Cũng như bà cả của anh ấy, thiên đồng cự môn hãm đóng vào đấy thì là gì? Là anh không ưng được, nhưng cứ thôi cứ lấy. Đấy, nhưng bà hai thì nó khác, nó đẹp hơn, nó xinh hơn và tốt hơn và trung thủy hơn. Đấy, thế thì cuộc đời của anh ấy bởi vì bản mệnh khắc cục nên là anh bị thiệt hại hai cái đấy. Xấu hai cái đấy. Thì anh là hậu vận là ngon này, đại vận từ 35 trở ra đến 45 hơi vất vả một tí. Đấy. Nhưng 45 trở ra đến 5 thì rất thuận. Làm được nhiều tiêu cũng lắm. Nhưng mà 55 đến 64 tuổi thì tích được rất nhiều tiền. Bởi vì liêm chinh thiên phủ. Đấy. Và bây giờ anh đang rơi vào năm 65 trở ra anh đang rơi vào những cái vận là mà nó hay dễ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm ấy nhá. Bởi vì sao? Bởi vì anh đang cái đài vận của anh có cả 65 trở ra, có cả địa không, cả địa kiếp chiếu nhá. Đấy, nên là anh phải cẩn thận sức khỏe này. Năm 65 quá hạn nhá. Đã qua rồi, 66 67 năm nay cũng hạn đấy nhá. Năm nay là giao kéo vào người đây này. Năm nay là giao kéo không vào anh thì sẽ vào mẹ anh nhá. Mổ xẻ đấy. Mà năm nay có sao tăng môn đây này, năm nay là phải có là kéo con tam. Đấy, tăng môn thiên khốc, năm nay dễ có nước mắt anh nhá. Đấy, có cụ mất đấy. Mà năm nay năm hạn có mẹ anh. Đúng rồi. Đấy. Tháng 8 là tháng xấu nhất thì qua rồi, cẩn thận tháng 12 nhá. Tháng 12 có sao phá quân hãm đây này. Đấy, là cái tháng dễ mà anh sẽ thất thiệt mà dễ có tang đấy, nghe nhá. Mà cái người đấy là mẹ anh chứ không phải ai xa đâu. Nên là cẩn thận cho bà, năm nay năm hạn của bà này. Alo. Nghe chưa? Hello. Nghe rõ chưa anh? Rồi, được rồi, đúng không? Rồi. Đấy nhá, bây giờ những cái năm hạn tiếp theo của anh này. Sang năm là tốt, không vấn đề gì cả. 17 tốt nhá. Công việc làm anh thuận lợi, tốt. Nhưng mà đi ra ngoài cẩn thận một chút. Có sao quan phủ địa không? Kình dương. Nhưng là sang năm ấy, là năm ở cung thiên di hơi xấu. Nên đi ra ngoài cẩn thận. Năm tiếp theo nữa là 2017. 2018 tốt nhá. 2018 của anh tốt, không vấn đề gì cả. Nhưng cẩn thận giao kéo một tí, năm có thái tuế không sao. Đấy. Năm 18 là năm xấu của anh, nó rơi vào thiên đồng cự môn hãm, mà rơi vào cung phu thê nên là vợ anh dễ có hạn. Đó. Năm 19 là tham lang hãm địa là anh cũng dễ bị thiên hình điếu khách, là dễ bị tai nạn ảnh hưởng đến tay chân của mình nhá, mổ xẻ đấy. Đúng rồi. Đấy, đấy là những năm xấu của anh thôi, qua cái đấy là hết xấu. Thế còn từ 75 trở ra ấy, thì anh có phá quân hãm, bắt đầu rơi vào cái đại vận nó... Tiền thì không vấn đề gì, bởi vì lộc tổ nó đóng đấy thì vẫn có tiền.
nhưng mà đại vận phá quân ám từ 75 trở ra là anh với vợ anh là dễ chia tay nhau. Mùa hai ấy, cái chia tay ở đây không có nghĩa là chia tay do bỏ nhau, có thể là cô ấy có thể là vì một cái gì đấy mà đi sớm hoặc là xa cách anh. Vâng. Đấy, thế còn mệnh anh thì sống lâu lắm. Anh yên tâm là sống rất dài. 75 có hạn nhá, ngã này và dao kéo này, 75 nhá, 76, 77, 78, 79, 79, 79 là năm hạn, 79, 80 là những năm hạn lớn. Đấy. Đấy, anh vượt được qua những cái thứ đấy là anh sống thọ lắm. Tiền thì không phải nghĩ rồi, giàu lắm. Anh đang ở nước nào? Ở Đức à? Vâng. Ừ thế à? Ở Đức thì cuộc sống chắc là kinh doanh quần áo à? Thế à? Kinh doanh quần áo gặp thời thì giàu lắm nhỉ? Anh Hóa Lộc với Đào Hoa nằm tại cung bệnh ấy, không những kinh doanh quần áo tốt mà kinh doanh nước hoa cũng tốt. Son phấn cũng tốt. Đấy, những thứ anh có thể kinh doanh được. Kinh doanh những thứ mà làm đẹp anh ạ, làm đẹp là tốt. Và anh là lắm lộc lắm, bởi vì cung tài bạch của anh có sao thấy âm miếu hiểu mà. Anh có hay về Việt Nam không? Cũng thì cần có về. Dạ. Yeah. Về Việt Nam đâu không? Về Việt Nam nghĩ thế này, nghĩ thì về thời gian có về chơi rồi ta không ra đi mình đi. À. Các con của anh ở bên Đức luôn à? Nếu mang về thì nó đến gặp thầy đi. Vâng. Nào anh về Hà Nội xong về Hà Nội chơi. Vâng. Là chỗ Huỳnh Thúc Hạ. Vâng ạ, Huỳnh Thúc Hạ. Anh cứ nghiên cứu môn tử vi đi, xong rồi về Hà Nội em sẽ hướng dẫn anh thêm nhiều môn khác. Vâng. Không những cái môn này không, thì là thích cái này, đọc các thứ mà hay như nó nhớ được. Vâng. Hiểu được, nhớ được. Rồi. Để thích cái môn này. Tốt anh. Vâng. Rồi lúc nào có thời gian thì anh xem nốt cho cô ngày tháng năm sinh giờ sinh không? Lúc nào lập ra số nghiên cứu cho cả nhà luôn thể. Xem nó từng mệnh từng một rồi nên tránh cái gì. Rồi. Rồi. Rồi sẽ gửi cho anh nhá. Vâng. Rồi. 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 Rồi